À, tao lấy số 8 cái. Dạ. Mày ra ở đâu? Dạ. Ở đâu? Dạ, dạ ở bên này. Đi. Trong bãi giữ xe kìa. Chính nó. Dừng lại. Hai thằng này, hai thằng nào? Có phải người của mình không? Dạ không. Chúng mày. Tao nuôi chúng mày mà chúng mày để lọt những thằng như thế này à? Hả? Dồn tất cả quân bắt chúng nó về cho tao. Dạ. Đưa chúng nó về, phải đưa vào vòng cách ly ngay, không được cho ai biết. Lúc đó báo tao tao đến, biết chưa? Dạ. Thằng kia, tháo cái ổ cứng ra. Nhanh, nhanh lên. Cớm đến, hỏi về cái ổ cứng này thì chúng mày nói máy đang hỏng và chưa sửa được, biết chưa? Em nghĩ đại ca nên té đi. Đúng rồi anh, anh nên té đi. Chúng ta bọn cấm tới là phong tỏa khu vực á. Tao giao cho mày ở đây thu gọn giấu tất cả bằng chứng đi, nghe rõ chưa? Dạ. Có gì báo tao ngay. Dạ. Mời các đồng chí.